Các bạn đang nghe truyện Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian trên kênh TV Audiocv. Chương 1843. Ác chiến tối thượng. Đợi đến khi hắn xuất hiện trước mặt Kiếm Tịch thì thấy Kiếm Tịch đang túm lấy đầu Mộc Tinh, ném mạnh cô xuống đất. Không đợi Kiếm Tịch tiếp tục ra tay, nắm đấm phải của Phong Kỳ đã tung ra. Một con rồng năng lượng khổng lồ được đúc từ khí huyết gào thét giữa không trung từ trong nắm đấm hiện ra, con rồng máu này vô cùng sống động, từng mảnh vảy trên cơ thể đều tỏa ra ánh sáng đao khí. Khi con rồng máu tiếp xúc với ngón tay của Kiếm Tịch bị con rồng máu đẩy lùi về phía sau. Nhưng chỉ lùi lại hơn 10 mét, Kiếm Tịch liền duỗi tay trái ra nhanh chóng quét qua con rồng máu, lập tức con rồng máu vỡ tan thành vô số điểm sáng màu máu. Một đòn toàn lực của Phong Kỳ vẫn không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Kiếm Tịch. Kiếm Tịch mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng ngọn lửa chiến ý trong lòng Phong Kỳ lại bùng cháy dữ dội hơn. Nắm đấm phải siết chặt bùng lên ngọn lửa đen tuyền, đang xen với ngọn lửa đỏ sẫm. Mộc Tinh tỉnh lại là người ra tay trước. Năng lượng màu tinh hồng đã bao bọc lấy cơ thể Mộc Tinh, khiến sức chiến đấu của cô tăng lên rất nhiều, nắm đấm phải đột nhiên đập vào vai phải của Kiếm Tịch. Năng lượng màu tinh hồng thấm vào cơ thể Kiếm Tịch, sau đó được truyền đến trận pháp kiếm linh nén triệu lần trên ngực Kiếm Tịch. Năng lượng màu tinh hồng trên cơ thể Mộc Tinh lúc này như xúc tu quấn quanh Kiếm Tịch, giống như muốn hoàn toàn bao bọc rồi nuốt chửng Kiếm Tịch. Kiếm Tịch vươn tay liên tục điểm, vô số kiếm khí màu vàng kim xuyên thủng cơ thể Mộc Tinh. Sau đó đột ngột vỗ một chưởng về phía Mộc Tinh, đánh bay Mộc Tinh ra ngoài. Nhưng thấy năng lượng màu tinh hồng quanh thân Mộc Tinh đột nhiên co lại, thân thể Mộc Tinh dưới sự lưu chuyển của năng lượng màu tinh hồng trong nháy mắt liền lành lại, thân hình vừa hạ xuống thì hai tay đột ngột đâm xuống đất, sức ì của cơ thể kéo lùi tạo ra hai luồng bụi cát. Ổn định được thân hình, Mộc Tinh lại một lần nữa tấn công. Lúc này, Phong Kỳ đã đến trước mặt Kiếm Tịch. Hạt máu ở vị trí tim và hạt tối ở sau lưng đồng thời sáng lên, cánh tay phải được bao quanh bởi màu đỏ sẫm và màu đen tuyền giống như một chiếc rìu chiến khai thiên, bổ thẳng vào đầu Kiếm Tịch. Một đòn này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Phong Kỳ, trong lúc hạ xuống xé rách một vết nứt không gian sâu thẳm. Kiếm Tịch vẫn không hề lay động, hai tay đồng thời vỗ về phía Phong Kỳ. Ầm, Phong Kỳ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, thân hình trong lúc lùi lại há miệng ho ra máu. Nhưng lần này Kiếm Tịch cũng bị ảnh hưởng, cơ thể lại tỏa ra sương máu, gánh nặng của cơ thể càng thêm nặng nề. Mặc dù Triệu Kiếm Linh dung nhập vào cơ thể, có thể giúp hắn chống đỡ thương tổn. Nhưng sự chống đỡ này cuối cùng cũng có giới hạn. Mỗi lần bị thương, Triệu Kiếm Linh cũng bị thương, điều này cũng khiến Phong Kỳ nhìn thấy hy vọng đánh bại Kiếm Tịch. Lúc hạ xuống, Phong Kỳ lại một lần nữa há miệng ho ra máu. Mặc dù cơ thể của đường dây hy sinh đã mạnh hơn đường dây thời gian chính nhưng khả năng tương thích với năng lực thiên phú lại kém hơn nhiều. Điều này dẫn đến việc kích hoạt nhiều năng lực thiên phú cùng lúc, cơ thể hắn ở trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Phong Kỳ đã không còn để ý đến tình trạng cơ thể nữa, khoảnh khắc ổn định được thân hình, hắn như con hổ dữ lao vào tấn công Kiếm Tịch một lần nữa. Tình hình chiến sự trong thời gian ngắn rơi vào bế tắc. Kiếm Tịch tạm thời không thể giết chết Phong Kỳ và Mộc Tinh sở hữu khả năng tự chữa lành cơ thể siêu cường, nhưng Phong Kỳ và Mộc Tinh cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Kiếm Tịch được gia trì bởi Triệu Kiếm Linh. Bất kỳ vết thương nào xuất hiện trên người Kiếm Tịch đều sẽ biến mất ngay lập tức. Có vẻ như chỉ có thể tiếp tục gây áp lực lên Kiếm Tịch, khiến cơ thể hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được, mới có thể thấy được khả năng chiến thắng hắn. Toàn bộ khu vực phía bắc của Lâm Đông Thành đã trở thành đống đổ nát dưới cuộc chiến của họ. Những luồng dư chấn khủng khiếp tạo nên từng cơn gió lốc, ba khu vực khác của Lâm Đông Thành đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Toàn bộ Lâm Đông Thành như thể vừa xảy ra một trận động đất lớn, các công trình kiến trúc bị phá hủy diện rộng, ngay cả bầu trời cũng bị đánh thủng vô số lỗ hổng không gian. Sức tàn phá khủng khiếp thậm chí còn thổi bay cả tuyết lớn, khiến Lâm Đông Thành vốn quanh năm tuyết rơi trở thành vùng đất cấm gió tuyết. Trận chiến cường độ cao khiến cơ thể Phong Kỳ không chịu nổi. Ngoài Mộc Tinh vẫn tiếp tục nâng cao sức chiến đấu, trong quá trình chiến đấu, Phong Kỳ đã gần như cạn kiệt sức lực. Nhưng Phong Kỳ vẫn không dừng lại. Hắn đã liều mạng trong trận chiến này, dù thế nào cũng phải hạ gục Kiếm Tịch. Nhìn về phía Mộc Tinh một lần nữa bị đánh bay, Phong Kỳ biết rằng mặc dù sức chiến đấu của Mộc Tinh vẫn đang tăng lên nhưng rồi cũng sẽ có điểm dừng, nếu tiếp tục nữa, Mộc Tinh cũng sẽ mất đi khả năng chiến đấu. bây giờ là cuộc so tài xem ai đạt đến điểm tới hạn không thể chịu đựng được trước. Phong Kỳ và Mộc Tinh dựa vào khả năng tự chữa lành để tiếp tục chiến đấu. Kiếm Tịch có Triệu Kiếm Linh chia sẻ sát thương nhưng cơ thể hắn luôn phải chịu áp lực cực hạn. Trận chiến vẫn tiếp tục. Phong Kỳ rõ ràng cảm thấy sức mạnh ra tay của mình đang giảm dần. Nhìn về phía Mộc Tinh dường như cũng đã đạt đến giới hạn, màu tinh hồng trên cơ thể bắt đầu nhạt dần, sự hỗn loạn trong mắt cũng dần tan biến. Chỉ có sức chiến đấu của Kiếm Tịch là không giảm, chỉ là không còn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm như lúc đầu. Cơ thể hắn thở hổn hển, cơ thể tỏa ra sương máu. Khi nắm đấm bùng cháy ngọn lửa đen tuyền và đỏ sẫm của hắn va chạm với ngón kiếm của Kiếm Tịch, Phong Kỳ nghiến răng chịu đựng, muốn đẩy nắm đấm tiến thêm một chút. Lúc này, Kiếm Tịch đột nhiên biến ngón kiếm thành lòng bàn tay, vươn tay nắm lấy nắm đấm của hắn, ma. Đao, ta có thể cảm nhận được sự yếu đuối của ngươi, lại muốn chạy trốn sao? Nghe những lời này, Phong Kỳ chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bắt đầu sôi sục, rõ ràng là ma đao đã bị kích thích, nắm đấm phải đột ngột dùng sức ép về phía trước. Nếu muốn chạy thì... Ho! Ho! Có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Vừa chế nhạo, trên mặt Kiếm Tịch vừa hiện lên nụ cười khinh bỉ. Giết! Tiếng gầm của ma đao vang lên trong đầu Phong Kỳ, nắm đấm của hắn lại một lần nữa tiến về phía trước. Lúc này, trận pháp kiếm linh trên ngực Kiếm Tịch đột ngột sáng lên, Kiếm Tịch cũng dùng sức vào lúc này. Chỉ thấy trận pháp kiếm linh từ từ di chuyển từ ngực Kiếm Tịch sang cánh tay phải của Kiếm Tịch được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ, kiếm ý khủng khiếp thậm chí còn đâm vào tinh thần thức hải của Phong Kỳ. Khi cánh tay phải của Kiếm Tịch hoàn toàn biến thành màu vàng, Phong Kỳ cảm thấy như nắm đấm phải của mình sắp bị bóp nát, sức mạnh khủng khiếp theo cánh tay phải truyền vào cơ thể hắn. Rắc! Tiếng vỡ giòn tan vang lên, ma đao hóa thành găng tay kim loại xuất hiện vết nứt trên bề mặt. Vết nứt mở rộng với tốc độ cực nhanh. Được Triệu Kiếm Linh và Đá Quý cường hóa gia trì, cánh tay phải của Kiếm Tịch như thần binh, hoàn toàn chế ngự được ma đao. Phong Kỳ muốn rút tay về nhưng phát hiện căn bản không thể thoát khỏi sức mạnh của Kiếm Tịch. Lúc này, Mộc Tinh từ phía sau tấn công Kiếm Tịch, một cú đá roi hung dữ từ trên xuống dưới trong nháy mắt đập Kiếm Tịch xuống lòng đất. Nhưng cánh tay phải nắm chặt ma đao của Kiếm Tịch không buông ra, kéo Phong Kỳ rơi xuống lòng đất. Những cú đấm nặng nề của Mộc Tinh liên tục đánh vào cơ thể Kiếm Tịch nhưng Kiếm Tịch vẫn không hề lay động, liên tục gia tăng sức mạnh lên người Phong Kỳ. Bề mặt găng tay do ma đao biến thành đã phủ đầy vết nứt, chỉ còn một bước nữa là vỡ tan hoàn toàn. Phong Kỳ có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi. Ma đao đã sớm hòa vào huyết mạch của hắn, trở thành một phần cơ thể hắn, phần lớn sức mạnh của hắn cũng đến từ ma đao. Bây giờ ma đao sắp vỡ tan, sức mạnh của hắn như thủy triều rút đi. Đao giáp tan biến, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân Phong Kỳ, kiếm khí không ngừng lưu lại dấu vết kiếm ấn trên cơ thể hắn. Cơn đau dữ dội thậm chí còn cắt đứt thần thể máu của hắn, khiến máu hắn chảy ngược về tim, thoát khỏi trạng thái thần thể máu. Ngay lúc này, Phong Kỳ nghe thấy giọng nói của Mộc Tinh vang lên bên tai, "A Kỳ, cố lên." Giọng nói vừa dứt, hắn cảm thấy cánh tay phải đau đớn dữ dội, cánh tay phải bị Mộc Tinh xé đứt. Sau đó, hắn cảm thấy một lực khổng lồ bao bọc lấy cơ thể, đẩy hắn lên không trung, cơ thể xuyên qua lớp đá vụn, bay ra khỏi lòng đất. Cơ thể rơi xuống đất, Phong Kỳ phát hiện cánh tay phải của mình đã bị đứt. Nhưng hắn không để ý đến cơn đau trên cơ thể, cố gắng đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống hố trời phía trước. Mặc dù cánh tay phải đã bị đứt nhưng mối liên hệ của hắn với ma đao vẫn chưa bị cắt đứt. Hắn có thể cảm nhận được ma đao đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan dưới sức mạnh tiếp tục truyền vào của Kiếm Tịch. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ma đao đã thoát khỏi sự bao phủ của sức mạnh Kiếm Tịch. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ xuất hiện từ hố trời, trong không trung hợp thành ma đao, lơ lửng trước mặt hắn. Chỉ là ma đao đã đầy vết nứt, trên bề mặt cũng không còn ngọn lửa đen tuyền đang cháy. Cùng lúc đó, hạt giống sự sống trong tim Phong Kỳ ép ra chút sức sống cuối cùng, tràn về cánh tay phải của hắn. Cánh tay phải đã mất của Phong Kỳ theo sự lan rộng của dây leo sự sống hư ảo, dần dần tái sinh. Nhưng tầm mắt của hắn vẫn hướng về hố trời dưới đất. Lúc này, Mộc Tinh và Kiếm Tịch đang chiến đấu dữ dội dưới lòng đất, mất đi sự giúp đỡ của hắn, tình hình của Mộc Tinh vô cùng nguy cấp. Ngay khi Phong Kỳ dùng cánh tay mới mọc ra nắm lấy ma đao, chuẩn bị nhảy xuống giúp Mục Tinh thì thấy một luồng sáng màu vàng lóe lên từ dưới đất, sau đó hắn nhìn thấy kiếm tịch bóp cổ Mục Tinh xuất hiện trước mặt hắn không xa. Nhưng Mục Tinh không khuất phục, cánh tay phải vung lên, đập mạnh vào ngực trái của kiếm tịch. Cơ thể thuận thế lùi về sau. Chỉ thấy cổ của Mục Tinh phun ra máu, nhưng chỉ chưa đầy một giây, vết thương ở cổ đã được phục hồi. Lúc rơi xuống đất, cơ thể Mục Tinh mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Kiếm tịch không để ý đến Mục Tinh, ánh mắt hướng về Phong Kỳ. Trong mắt kiếm tịch, ma đao mới là kẻ thù thực sự của hắn. Hắn vốn tưởng rằng sau khi lĩnh ngộ trận pháp Triệu Kiếm Linh, hắn có thể dễ dàng chế ngự ma đao, đánh tan nó. Nhưng trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tân chủ nhân của ma đao mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, sự nâng cao này hậu quả vô cùng. Tương lai ma đao thật sự có thể giết chết hắn. Chỉ thấy trận pháp Triệu Kiếm Linh quay trở lại vị trí ngực của kiếm tịch bắt đầu tụ tập kiếm khí trôi nổi giữa trời đất, mái tóc bạc trắng theo gió bay múa. Kiếm ý khủng khiếp như thể khiến thời gian dừng lại. Phong Kỳ hoàn toàn bị kiếm ý khóa chặt, căn bản không thể cử động. Không có đao giáp và thần thể máu cung cấp phòng ngự, cơ thể hắn bị kiếm khí rạch ra từng vết máu. Kết thúc rồi. Ma đao. Khi bóng dáng kiếm tịch biến mất tại chỗ, màu vàng phóng to trước mắt Phong Kỳ. Ngay lúc này, bóng dáng màu hồng tinh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, như sóng lớn vỗ về phía trước, thay hắn chống đỡ sự truyền vào của năng lượng màu vàng. Cơ thể Phong Kỳ bị dư chấn đánh bay. Lúc này hắn mới nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy Mục Tinh đứng trước vị trí hắn vừa đứng, nắm đấm va chạm với kiếm năng lượng màu vàng. Nhưng lúc này, Mục Tinh đã kiệt sức, cơ thể không thể kìm nén được mà run rẩy. Màu vàng từng chút một tiến vào, cuối cùng trong ánh mắt không thể tin nổi của Phong Kỳ, xuyên qua ngực Mục Tinh. Nhưng lúc này, Mục Tinh lại há miệng cắn xuống, cắn nát kiếm năng lượng màu vàng. Cơ thể bị ném về phía sau, Mục Tinh xoay người trên không trung, lúc rơi xuống đất đã đến trước mặt hắn, nắm lấy cánh tay hắn, "A Kỳ, đi." Giọng nói vừa dứt, Mục Tinh dùng hết toàn lực, đột nhiên ném hắn ra ngoài. Trong tầm mắt, Mục Tinh đang nhanh chóng thu nhỏ, Phong Kỳ nhìn thấy Mục Tinh một lần nữa lao về phía kiếm tịch. Cảnh cuối cùng, cơ thể Mục Tinh một lần nữa bị kiếm năng lượng do kiếm tịch đâm ra xuyên thủng, nhưng vẫn mặt không biểu cảm nắm chặt hai tay kiếm tịch, muốn tranh thủ thêm thời gian cho hắn. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Phong Kỳ không ngừng run rẩy. Gió gào thét bên tai, ngọn lửa giận dữ vô tận bùng cháy trong lồng ngực hắn. Hắn biết mình đã thua. Ma đao vỡ tan, khí huyết trong cơ thể gần như cạn kiệt, hắn đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể chiến đấu với kiếm tịch. Ngay cả khi muốn chạy cũng khó có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của kiếm tịch, với chiến lực hiện tại của kiếm tịch, chỉ trong nháy mắt là có thể đuổi kịp hắn. Lúc này hắn chỉ muốn ép ra chút sức lực cuối cùng, trút cơn thịnh nộ trong lòng vào kiếm tịch. Ngay khi Phong Kỳ chuẩn bị ép ra chút khí huyết cuối cùng trong cơ thể, dùng sức sống cuối cùng để liều mạng với kiếm tịch thì giọng nói của ý thức tiêu cực vang lên trong đầu hắn. Chúng ta vẫn chưa thua. Trong cơ thể ngươi đang ngủ say một con quỷ, đó là sức mạnh thuần túy và cực hạn hơn cả ta. Ngươi chết, ta cũng phải chết. Sao không thử đánh thức con quỷ trong cơ thể ngươi? Ta sẽ cố gắng giúp ngươi khống chế nó. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của ý thức tiêu cực, Phong Kỳ đột nhiên hiểu ra ý nghĩ của ý thức tiêu cực. Lúc này hắn nghiến răng gật đầu, được. Trắc, phong ấn ở sâu trong đáy lòng Phong Kỳ, biển cảm xúc tiêu cực đè nén nhất của vô số dòng thời gian tụ lại, phá vỡ phong ấn tâm cảnh. Trong nháy mắt, Phong Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu tràn ngập ý thức tiêu cực. Vô số tiếng thì thầm đau đớn đang xen trong đầu. Đồng thời, ma đao trong tay cũng run rẩy không ngừng dưới sự xâm lấn của ý thức tiêu cực. Năng lượng màu xám không ngừng tràn ra từ tinh thần thức hải, bao phủ toàn thân. Đây không giống như việc mượn nhân cách dưới hình dạng tu la ác quỷ, mà là nhân cách tiêu cực thực sự thuộc về Phong Kỳ, sự tà ác cực độ thức tỉnh trong đầu hắn. Ý thức tiêu cực đóng vai trò là hạt nhân mang sức mạnh của nhân cách tiêu cực. Ma đao cũng không ngoại lệ, bị sức mạnh cảm xúc tiêu cực bao phủ. Lần này, sức mạnh cảm xúc tiêu cực không sao chép hình dạng của ma đao, mà trực tiếp cải tạo ma đao thành quỷ đao phù hợp với mình, một quỷ đao màu xám có thể mang theo thực thể. Thân xác bằng xương bằng thịt của Phong Kỳ cũng bị cảm xúc tiêu cực xâm thực, trở thành trạng thái nửa hư nửa thực trong suốt, trên cơ thể tỏa ra sương mù năng lượng màu xám bồng bềnh như sóng khói. Cảm xúc tiêu cực tiếp tục trào ra từ trong cơ thể, một ma vương muốn hủy diệt vạn vật đang được thai nghén. Nhân cách chính bị nhân cách tiêu cực hoàn toàn áp chế. Nhưng sự tức giận của Phong Kỳ vẫn để lại cho nhân cách tiêu cực. Ngay từ khi mới sinh ra, tư tưởng của nhân cách tiêu cực đã bị ảnh hưởng bởi sự tức giận. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng từ chân trời đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đến trước mặt Phong Kỳ. Chưa kịp đến gần, Kiếm Tịch đã cảm thấy không ổn. Hắn chưa từng cảm nhận được sự tà ác cực độ như vậy, điều này còn thuần túy hơn nhiều so với sự tà ác mà Phong Kỳ thể hiện khi mở ra hình dạng tu la ác quỷ trước đó. Giống như sinh mệnh trước mắt là tập hợp của mọi ác niệm. Chưa kịp đến gần, Kiếm Tịch đã không nhịn được mà nôn khan, cảm thấy tinh thần của mình bị cảm xúc tiêu cực ăn mòn. Tâm trạng của hắn không khỏi trở nên chán nản, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực cuốn lấy, khiến sát ý trong lòng hắn tan biến như thủy triều. Mệt quá! Tại sao phải sống? Kiếm Tịch đột nhiên giật mình vì suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Hắn kinh hoàng phát hiện ra rằng vừa rồi mình lại có ý định tự kết liễu. Nhìn vào bóng hình cực ác bồng bềnh như sóng khói, bị năng lượng màu xám bao phủ, Kiếm Tịch lại một lần nữa nôn khan. Hắn phát hiện ra rằng tinh thần của mình đã bị ô nhiễm. Nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy, Kiếm Tịch cố nén sự khó chịu, vung kiếm chém về phía Phong Kỳ, muốn kết thúc trận chiến. Đồng thời, Phong Kỳ dưới sự khống chế của nhân cách tiêu cực cũng hành động. Quỷ đao trong nháy mắt va chạm với kiếm năng lượng màu vàng do Kiếm Tịch vung ra, không có sự va chạm năng lượng như dự đoán. Quỷ đao không thể chém đứt thanh kiếm năng lượng màu vàng được cường hóa bằng đá quý, nhưng lại chủ động đứt gãy rồi liền lại, quét mạnh vào cổ Kiếm Tịch. Ngay lập tức, sức mạnh cảm xúc tiêu cực khủng khiếp điên cuồng truyền vào tinh thần thức hải của Kiếm Tịch. Phong Kỳ lúc này ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười điên cuồng. Đồng thời, Kiếm Tịch kinh hoàng phát hiện ra rằng mọi thứ trước mắt đang nhanh chóng mất đi màu sắc, vạn vật như héo úa trở thành màu xám thuần túy. Bóng tối ập đến từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng nuốt chửng thế giới trước mắt. Khi thế giới trước mắt bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, trong đầu Kiếm Tịch vang lên vô số tiếng gào thét tuyệt vọng. Tuyệt vọng, tức giận, sợ hãi. Cảm xúc tiêu cực ập đến như thủy triều. Cảm xúc sợ hãi nảy mầm trong lòng Kiếm Tịch. Kiếm Tịch bị cảm xúc tiêu cực cuốn lấy như một chiếc thuyền đơn độc trong biển đen, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng. Mới chịu đựng được một lúc, Kiếm Tịch đã phát ra tiếng kêu đau đớn. Lúc này, hắn hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực, hắn không thể lựa chọn sống hay chết, chỉ có thể vùng vẫy trong vòng luân hồi đau khổ vô tận, dần dần chìm xuống. Thái Hành cũng từng gặp phải tình huống tương tự, vì vậy Thái Hành đã mất hàng chục năm để xoa dịu vết thương tinh thần. Nhưng lần này thì khác. Con quỷ bị phong ấn trong sâu thẳm trái tim Phong Kỳ đã thoát ra. Nó có sức mạnh cảm xúc tiêu cực vượt xa nhân cách tiêu cực. Dưới sự truyền tải cảm xúc tiêu cực khủng khiếp như vậy, Kiếm Tịch hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng vô tận. Lúc này, cầu sinh không được, cầu tử không xong. Chỉ có tiếng kêu đau đớn của Kiếm Tịch vang vọng trong lĩnh vực cảm xúc tiêu cực bị bóng tối bao phủ. Lúc này, tiếng cười điên cuồng của Phong Kỳ tiêu cực vang lên trong đầu Kiếm Tịch, chào mừng đến với địa ngục của ta. Cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập một góc tâm trí, Kiếm Tịch thở hổn hển nhưng không thể thoát khỏi sự tuyệt vọng thấm vào tận xương tủy. Hắn phát hiện ra rằng tinh thần của mình dường như đã bị ô nhiễm, không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đây chính là điều đáng sợ của ý thức tiêu cực của Phong Kỳ. Sự tuyệt vọng của mỗi dòng thời gian tích tụ lại, không đơn giản là 1+1+1. Chính xác hơn là cảm xúc tiêu cực tích tụ nhiều lần. Ví dụ, Phong Kỳ của dòng thời gian 3 hấp thụ cảm xúc tiêu cực của Phong Kỳ của dòng thời gian 2, tương đương với việc hấp thụ cảm xúc tiêu cực của dòng thời gian 1-2 lần. Nếu dòng thời gian 4 hấp thụ ký ức của dòng thời gian 3, nó sẽ đọc được cảm xúc tiêu cực của dòng thời gian 1-3 lần và cảm xúc tiêu cực của dòng thời gian 2-2 lần. Những ký ức lặp đi lặp lại không ngừng chồng chất. Cuối cùng thì đây cũng là một phần trải nghiệm của dòng thời gian. Dần dần, mỗi lần hấp thụ ký ức sẽ mang lại cho Phong Kỳ áp lực cảm xúc tiêu cực vô tận. Nếu không có nhiều lần rèn luyện tâm cảnh của kỳ tâm luyện đài kỳ diệu, hắn đã không thể chịu đựng được áp lực của cảm xúc tiêu cực từ nhiều dòng thời gian trước đó. Đi đường khó, trường sinh khó, ý chí khó. Mỗi lần rèn luyện sẽ khiến xiềng xích tâm cảnh của hắn thêm vững chắc. lời tự thuật từng nói, trong lòng hắn giam giữ một con quỷ. Nó không có ý thức nên sẽ không thoát khỏi xiềng xích tâm cảnh được tạo ra cho nó, nhưng cảm xúc tiêu cực tản ra vẫn khiến Phong Kỳ phải chịu nhiều đau khổ. Nếu một ngày nào đó con quỷ cảm xúc tiêu cực nảy sinh ý thức tự chủ, nó chắc chắn sẽ thoát khỏi lồng giam, trở nên không thể kiểm soát, và việc nuốt chửng nhân cách chính là điều tất yếu. Lần này, Phong Kỳ chủ động giải phóng con quỷ tiêu cực này. Nó không có ý thức đã đạt được ý thức mang thể nhân cách tiêu cực, nảy sinh mầm mống ý thức của riêng mình. Ngay từ khi mới sinh ra, hắn đã là hiện thân của sự tà ác cực độ. Nó là sự ngưng tụ của vô số cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, tử vong, sợ hãi, tức giận, chán nản, đau buồn, đau đớn. Là hiện thân của mọi cảm xúc tồi tệ nhất. Ngay khi xuất hiện, Phong Kỳ tiêu cực đã làm ô nhiễm ma đao, đồng thời kích hoạt khả năng biến đổi thích ứng của ma đao, biến nó thành quỷ đao thực thể. Thân xác không thể chịu đựng được sự ô nhiễm tiêu cực khủng khiếp, hoàn toàn hóa thành năng lượng tiêu cực. Biến thành hình dạng nửa hư nửa thực, trên cơ thể còn tỏa ra sương mù tiêu cực như khói. Sức mạnh cảm xúc tiêu cực khủng khiếp không giống như năng lượng và thực thể, mà là một loại tổn thương ô nhiễm ở cấp độ tinh thần. Mặc cho kiếm tịch có hàng triệu kiếm linh hộ thể, có khả năng phòng ngự thể chất tuyệt cường nhưng vẫn không thể chống lại sự xâm thực của sức mạnh cảm xúc tiêu cực. Nếu nói rằng thể xác có thể chịu đựng được những tổn thương về mặt vật lý và năng lượng, thì thức hải tinh thần phải chịu đựng những tổn thương về mặt tinh thần. Ngay cả khi sở hữu thể chất tuyệt cường nhưng chỉ cần ý thức tinh thần yếu ớt, bị tổn thương tinh thần tấn công, cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong về mặt tinh thần. Sức mạnh cảm xúc tiêu cực chính là một loại tổn thương tinh thần cực độ. Kiếm tịch được hàng triệu kiếm linh gia trì, có khả năng phòng ngự thể chất tuyệt cường nhưng cảm xúc tiêu cực sau khi tấn công kiếm tịch sẽ gây ra tổn thương ở cấp độ tinh thần, cần hắn phải dùng ý chí tinh thần để chống lại. Lúc này, thân ảnh của Phong Kỳ tiêu cực từ từ hiện ra trong lĩnh vực tinh thần tiêu cực, nhìn xa xa kiếm tịch đang đau đớn giãy giụa, trên mặt nở nụ cười khoa trương, trong miệng phát ra tiếng cười điên cuồng. Cảm xúc đau đớn của kiếm tịch là thức ăn ngon nhất trong mắt Phong Kỳ tiêu cực. Thế giới thịnh vượng rực rỡ mà nhân cách chính hướng tới là tương lai tồi tệ nhất trong mắt Phong Kỳ tiêu cực. Trong mắt Phong Kỳ tiêu cực, thế giới này không nên hướng tới điều tốt đẹp, đích đến cuối cùng phải là sự đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ thấy trên đỉnh đầu kiếm tịch đang luân hồi trong đau khổ xuất hiện từng sợi năng lượng màu xám. Phong Kỳ tiêu cực lơ lửng giữa không trung nhìn kiếm tịch như nhìn một con mồi bị giam cầm, trong ánh mắt tràn đầy sự chế giễu và trêu chọc. Phản bội. Phong Kỳ tiêu cực lúc này há miệng nói. Giọng nói vừa dứt, kiếm tịch đang chìm đắm trong tinh thần bỗng cảm thấy vô hạn trọng lượng ập đến, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn phát hiện mình đã trở về kiếm tộc. Lúc đó đao tộc vẫn còn. Lần này, kiếm tịch trở thành kẻ bị phản bội. Người thân, tộc nhân đều chết thảm dưới sự phản bội, nỗi đau thấu xương đó chính là sự tuyệt vọng mà ma đao đã trải qua. Sợ hãi. Tiếng cười nham hiểm lại vang lên. Lần này kiếm tịch bắt đầu trải qua vòng luân hồi kinh hoàng, mỗi lần đều là sự trưởng thành trong đau đớn giãy giụa, cảm nhận nỗi đau thấu xương nhưng mãi mãi không thể thoát ra. Phong Kỳ tiêu cực không ngừng truyền cảm xúc tiêu cực của mình vào trong đầu kiếm tịch, lợi dụng cảm xúc tiêu cực để tạo ra cho hắn những trải nghiệm đau đớn nhất. Phản bội, sợ hãi, tử vong, tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại vô hạn, ý chí tinh thần của kiếm tịch đã nhiều lần gần như sụp đổ. Kiếm tịch không trải qua rèn luyện thử thách tâm cảnh, mặc dù đã sống hơn 1000 năm nhưng chưa từng thực sự trải qua tuyệt vọng. Hắn là thiên tài số một của kiếm tộc từ khi còn trẻ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa vào thời điểm đỉnh cao, hắn đã có được viên đá cường hóa, kỳ diệu có thể thay đổi vận mệnh của mình. Đối với bất kỳ sinh vật trận địa nào, việc có được thần vật kỳ tích đều là cơ duyên vô thượng, kiếm tịch càng như vậy, hắn đã có được một thần vật kỳ tích hoàn toàn phù hợp với bản thân. Bất kỳ vũ khí trang bị nào được gắn đá cường hóa đều sẽ được tăng cường sức mạnh khủng khiếp. Thanh thần kiếm trong tay hắn sau khi được gắn đá cường hóa càng khiến hắn có tiềm lực nhìn về tương lai. Nhưng lần này, hắn không thuận buồm xuôi gió trong vòng luân hồi tiêu cực, chỉ có vô vàn tuyệt vọng, mọi tai ương khổ nạn đều giáng xuống đầu hắn. Hắn không có khả năng làm chủ vận mệnh của mình, chỉ có thể chìm đắm trong tuyệt vọng. Nỗi đau khiến kiếm tịch không ngừng rên rỉ nhưng âm thanh này lại vô cùng êm tai trong tai Phong Kỳ tiêu cực. Tiếng nói của Phong Kỳ tiêu cực không ngừng văng vẳng bên tai Kiếm Tịch, khiến nỗi đau mà Kiếm Tịch phải chịu ngày càng nặng nề hơn. Kiếm Tịch hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ngay khi hắn bị quỷ đao chém trúng, hắn đã bị con quỷ dữ tột cùng làm ô nhiễm. Cầu sinh không được, cầu tử không xong. Kiếm Tịch hoàn toàn trở thành đồ chơi của Phong Kỳ tiêu cực, lấy tiếng gào thét và đau đớn để hắn vui đùa. Bên ngoài, đất trời sụp đổ, khắp nơi tan hoang. Khu vực phía bắc lãnh đông hoàn toàn trở thành bình địa, thậm chí không nhìn thấy tàn tích kiến trúc, chỉ còn lại những hố thiên thạch lớn nhỏ chằng chịt. Dưới dư chấn khủng khiếp, tàn tích kiến trúc đã sớm bị ép thành bột mịn. Thân ảnh của Phong Kỳ và Kiếm Tịch lơ lửng trên không trung. Đôi mắt của Kiếm Tịch đã mất đi màu vàng, biến thành màu xám, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Còn Phong Kỳ tiêu cực lơ lửng trước mặt Kiếm Tịch, cơ thể tỏa ra vô số xúc tu sức mạnh tiêu cực màu xám, quấn quanh cơ thể Kiếm Tịch. Thời gian trôi qua từng chút một. Vài giờ sau, thân ảnh của Tiểu U và những người khác xuất hiện ở khu vực phía bắc lãnh đông. Khi nhìn thấy Phong Kỳ tiêu cực lơ lửng trên không trung, trên mặt Tiểu U lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía Phong Kỳ lơ lửng trên không trung và hô to, anh cả, sao anh lại bốc khói thế? Nói xong, Tiểu U định bay lên không trung về phía Phong Kỳ. Lúc này, Thái Hành đột nhiên nhảy lên, cắn chặt vào chân trái của Tiểu U, kéo nó xuống từ trên không trung. Ngay khi Tiểu U biểu môi định phàn nàn, Lôi Đình nghiêm mặt nói, đồ ngốc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tình hình của anh ta không ổn, thể xác đã chuyển thành thể năng lượng nửa hư nửa thực, ngay cả khi cách rất xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được dao động cảm xúc tiêu cực khủng khiếp, khiến tôi muốn nôn. Ý là sao? Lúc này, Thái Hành lên tiếng, Tiểu U, còn nhớ địa ngục tinh thần tiêu cực mà tôi từng trải qua không? Bây giờ anh cả đang sử dụng khả năng này, khác biệt là anh cả không mở hình thái tu la, dường như thể xác đã hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực làm ô nhiễm, bây giờ anh cả rất có thể không phân biệt được địch ta, nếu cậu qua đó sẽ chết. Nghe xong lời này, biểu cảm của Tiểu U lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, anh cả sẽ chết sao? Đối mặt với câu hỏi, Phá Giáp, Lôi Đình, Thái Hành đều im lặng. Không có thể xác để chứa đựng, bọn họ cảm thấy ngay cả khi có thể áp chế cảm xúc tiêu cực của Phong Kỳ trở lại thức hải tinh thần nhưng ý thức nhân cách chính đã không còn thể xác để chứa đựng, căn bản không thể tồn tại. Sau bao năm gắn bó, họ hiểu rõ câu trả lời này tàn nhẫn với Tiểu U đến mức nào. Vì vậy, họ không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Sẽ không chết, Lôi Đình, người luôn thích chỉ trích Tiểu U, lúc này khẳng định chắc nịch. Này, tôi biết anh cả sẽ lại thắng, đợi anh cả về chắc chắn sẽ nướng thịt ăn mừng. Hi! Nói đến ăn, trên mặt Tiểu U nở nụ cười rạng rỡ. Thái Hành, chung mộng yểm của cậu có thể chế ngự được cảm xúc tiêu cực của anh cả không? Phá Giáp nghiêm mặt quay sang hỏi Thái Hành. Thái Hành nhìn Phong Kỳ nửa hư nửa thực lơ lửng trên không trung, vẻ mặt ngưng trọng, tôi từng dùng chung mộng yểm chế ngự thể ý thức tiêu cực nhưng bây giờ trạng thái của anh cả chưa từng thấy, tôi không rõ có được không, tôi sẽ cố gắng thử xem. Có lẽ được, nếu sức mạnh tiêu cực của anh cả chưa sinh ra ý thức riêng, vẫn lấy thể ý thức tiêu cực làm vật mang ý thức thì cảm xúc tiêu cực của anh ấy vẫn có khả năng bị chung mộng yểm chế ngự. Lôi Đình lúc này cũng gật đầu. Tôi thử xem. Thái Hành lắc mình, thân hình lập tức phình to, sau đó nhanh chóng chạy về phía Phong Kỳ. Tiểu U thấy vậy định chạy theo nhưng bị Phá Giáp giữ chặt, Tiểu U, ở lại đây đừng có gây rối. Được rồi. Tiểu U thở dài bất lực, tỏ vẻ thật sự không biết làm gì với các cậu. Một lát sau, Thái Hành đến khu vực Phong Kỳ lơ lửng trên không. Chưa đến gần Phong Kỳ, Thái Hành đã bắt đầu nôn khan. Nỗi sợ hãi mãnh liệt như xương bám chặt, không sao thoát ra được. Sự can thiệp của cảm xúc tiêu cực đã khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Thái Hành. Trong đầu nó không tự chủ được hiện lên cảnh tượng bị kéo vào địa ngục tiêu cực, đó tuyệt đối là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong đời nó. Nếu có thể, lúc đó nó thà chọn cái chết còn hơn chịu luân hồi trong sự dày vò của cảm xúc tiêu cực vô tận. Lúc này nhớ lại, nó vẫn thấy rùng mình. Giống như Phong Kỳ trong lúc trò chuyện đã kể về câu chuyện thần thoại của loài người về 18 tầng địa ngục, trải nghiệm kinh hoàng đó cần rất nhiều thời gian để phai nhạt. Lúc này, sức mạnh cảm xúc tiêu cực tỏa ra từ Phong Kỳ tiêu cực đã đánh thức cơn ác mộng mà Thái Hành không muốn nhớ lại nhất. Thân hình Thái Hành không tự chủ được run rẩy, cơ thể xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt, liên tục nôn khan như muốn nôn hết cảm xúc tiêu cực trong cơ thể ra ngoài. Nhưng sự ô nhiễm về tinh thần, căn bản không thể xua tan bằng cách nôn mửa vật lý. Một lúc sau, Thái Hành mới nghiến răng thúc chuông mộng yểm. Ngay lập tức, âm thanh hư ảo có thể can thiệp vào ý thức vang lên. Tiếng chuông mộng yểm lan tỏa sóng âm kỳ lạ, tỏa ra trên không trung. Lúc này, phong kỳ tiêu cực vẫn đang trong lĩnh vực địa ngục tinh thần dày vò kiếm tịch, khiến ý thức của kiếm tịch trong tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến hắn vui sướng. Lúc này, sóng âm can thiệp vào ý thức vang lên trong lĩnh vực địa ngục tinh thần. Ý thức của phong kỳ tiêu cực thoáng chốc mơ hồ nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thậm chí còn không đi tìm và quan tâm đến nguồn gây nhiễu. Phong kỳ tiêu cực mới sinh không có ý thức về nguy cơ. Phong kỳ tiêu cực điên cuồng chỉ muốn tiếp tục giày vò kiếm tịch, dùng nỗi đau của kiếm tịch để đổi lấy niềm vui của mình. Bên ngoài, Thái Hành không ngừng thúc chuông mộng yểm cũng đã phát hiện ra vấn đề. Nó phát hiện ra rằng ngay cả khi phát huy tối đa hiệu quả của chuông mộng yểm, vẫn không thể ảnh hưởng đến phong kỳ tiêu cực hiện tại. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây. Trước đây, nó đã từng thử dùng chuông mộng yểm để chế ngự thể ý thức tiêu cực, đây cũng là lý do phong kỳ khi đó chọn mang nó theo bên mình. Dưới hình dạng tu la ác quỷ, phong kỳ sẽ hoàn toàn mất ý thức. Chỉ có nó ở bên dùng chuông mộng yểm chế ngự ý thức tiêu cực, mới có thể khiến hình dạng tu la ác quỷ của phong kỳ đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo. Nhưng bây giờ năng lực của nó không còn hiệu quả với phong kỳ nữa. Thái Hành trong lòng hiểu rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Rõ ràng là ý thức tiêu cực hiện tại của phong kỳ quá khủng khiếp, vượt quá phạm vi sức mạnh của chuông mộng yểm, không thể bị can thiệp vào nhận thức. Nếu là chuông mộng yểm kỳ diệu trong tay, Thái Hành tự tin có thể chế ngự được phong kỳ tiêu cực. Nhưng thứ nó có trong tay chỉ là chuông mộng yểm giả, hiệu quả tạo ra không thể so sánh với chuông mộng yểm thực sự. Trong lúc lo lắng, Thái Hành nghiến răng chống lại sự can thiệp của cảm xúc tiêu cực tỏa ra từ trên không, tiếp tục thúc chuông mộng yểm phát ra sóng âm can thiệp, cố gắng dùng sự can thiệp liên tục để chế ngự phong kỳ tiêu cực, để nhân cách chủ thể kiểm soát cơ thể. Thời gian trôi qua, trạng thái của Thái Hành càng lúc càng tệ. Mặc dù đứng trên mặt đất, cách phong kỳ tiêu cực còn rất xa nhưng sự can thiệp của cảm xúc tiêu cực vẫn liên tục ảnh hưởng đến nó. Thái Hành không hề nghi ngờ, nếu tiếp tục kiên trì, rất có thể nó sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái bị ô nhiễm tinh thần, rơi vào vòng luân hồi đau khổ. Quay đầu nhìn Tiểu U, trong mắt Thái Hành lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lúc này, nó đã đưa ra một quyết định. Chuông mộng yểm đeo trên cổ tuy là kỳ vật giả nhưng được mô phỏng theo chuông mộng yểm thực sự, bên trong còn lưu trữ một luồng sức mạnh nguồn gốc thực sự do chuông mộng yểm sinh ra. Cũng chính là dùng nguồn gốc do chuông mộng yểm sinh ra làm hạt nhân, mới có thể khiến chuông mộng yểm giả có được hiệu quả tương tự như chuông mộng yểm. Thái Hành hiểu rằng, nếu lấy ra nguồn gốc mộng yểm trong chuông mộng yểm giả, chuông mộng yểm giả chắc chắn sẽ mất hiệu lực. Nhưng bây giờ, nó đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy Thái Hành lắc đầu, lập tức dây đeo chuông mộng yểm đứt lìa, Thái Hành ngoảnh đầu cắn chặt vào chuông mộng yểm. Khi răng dùng lực, ý thức của Thái Hành đâm vào bên trong chuông mộng yểm, điều khiển chuông mộng yểm giải thể. Thời gian trôi qua. Rắc. Khi tiếng vỡ giòn tan vang lên, đôi mắt Thái Hành đỏ hoe. Thái Hành, đây là bảo vật mà Vương ban cho tộc ta, nó từng thuộc về ta, bây giờ thuộc về ngươi. Thái Hành, cố gắng trưởng thành, tương lai cũng sẽ truyền lại bảo vật này cho hậu duệ của ngươi. Lời dặn dò của cha vẫn văng vẳng trong đầu, nỗi buồn trong mắt Thái Hành biến thành sự kiên định, lúc này nó đột ngột ngẩng đầu nhìn phong kỳ tiêu cực, phát ra tiếng hú dài. Chỉ thấy một luồng năng lượng màu xanh lam từ miệng Thái Hành phun ra, đột nhiên nổ tung trên không trung. Vô số điểm sáng màu xanh lam tỏa ra, sau đó dưới sự điều khiển ý thức của Thái Hành, chúng bay về phía phong kỳ tiêu cực, bao bọc lấy cơ thể phong kỳ tiêu cực. Sức mạnh nguồn gốc kỳ diệu thấm vào lĩnh vực tinh thần của phong kỳ. Lần này, phong kỳ tiêu cực đã có phản ứng, nụ cười điên cuồng trên mặt hắn dần thu lại. Hắn phát hiện ra rằng sức mạnh cảm xúc tiêu cực của mình đang rút đi như thủy triều, trở về tầng sâu nhất của biển thức tinh thần. Phong kỳ tiêu cực lập tức vùng vẫy điên cuồng. Nhưng sức mạnh của thần vật kỳ tích vô cùng bá đạo, sự vùng vẫy không tạo ra bất kỳ hiệu quả nào, phong kỳ tiêu cực cứ thế mà yếu dần trong sự vùng vẫy. Phong kỳ chủ thể đã mất ý thức và thể ý thức tiêu cực cũng dần tỉnh lại vào lúc này. Chúng bắt đầu chế ngự sự nảy sinh của sức mạnh cảm xúc tiêu cực. Thời gian trôi qua từng chút một, khi sức mạnh nguồn gốc do Chung Mộng Yểm sinh ra hoàn toàn tiến vào biển thức tinh thần của Phong Kỳ tiêu cực đã bị lạc lối dưới sự can thiệp của ý thức. Cuối cùng, thể ý thức tiêu cực tách khỏi Phong Kỳ tiêu cực. Khi ý thức tiêu tan, Phong Kỳ tiêu cực không còn vùng vẫy phản kháng nữa, mặc cho Chung Mộng Yểm, Phong Kỳ, thể ý thức tiêu cực hợp lực đẩy hắn vào ngục tâm cảnh ở tầng sâu nhất của biển thức tinh thần. Nhưng một cuộc khủng hoảng mới lại đến. Không có sức mạnh cảm xúc tiêu cực để nâng đỡ ý thức tinh thần, lúc này Phong Kỳ đã mất đi thân xác. Ý thức không có thân xác giống như rễ cây không có đất, khó có thể tồn tại độc lập trong thế giới luân chuyển của pháp tắc. Ngay khi Phong Kỳ hồi phục ý thức, tưởng rằng mình sẽ chết như thế này, thì bất ngờ xuất hiện. Hắn phát hiện ra rằng biển thức tinh thần của mình lóe lên muôn vàng ánh sáng vàng, một cây non hư ảo bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Đây chính là hạt giống sự sống mà Tinh Linh Vương ban tặng cho hắn. Năm đó khi hắn cấy hạt giống sự sống vào cơ thể, sức mạnh của hạt giống sự sống đã chia thành hai phần, một phần cắm rễ vào tim, một phần theo mi tâm cắm rễ vào biển thức tinh thần. Hai hạt giống sự sống ở hai nơi đã nuốt một phần cành cây mà Tinh Linh Vương ban tặng, bên trong chứa đựng sức sống mãnh liệt. Lúc này, hạt giống sự sống ở mi tâm lan ra vô số rễ, đâm thủng biển thức tinh thần, bắt đầu đang dệt thân thể ở bên ngoài. Rất nhanh, ý thức của Phong Kỳ đã bị bao bọc bởi thân thể năng lượng màu vàng. Trong lúc đó, hạt giống sự sống trong biển thức tinh thần càng lúc càng yếu đi, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Thân thể năng lượng màu vàng của Phong Kỳ cuối cùng đã chuyển sang máu thịt. Khi ánh sáng vàng biến mất, Phong Kỳ phát hiện ra rằng thân xác máu thịt của mình đã được đúc lại. Chỉ là thân thể mới này trông rất yếu ớt, thành quả tu luyện trong suốt hành trình dài đã tiêu hao hết trong cuộc giao tranh với kiếm tịch. Sức mạnh của hạt giống sự sống biến mất, cơ thể của Phong Kỳ và kiếm tịch rơi thẳng từ trên không xuống. Thái Hành lúc này nhảy lên, dùng lưng đỡ lấy Phong Kỳ đang rơi xuống. Khụ khụ. Ngã mạnh vào lưng Thái Hành, ngực Phong Kỳ đau nhói, không nhịn được ho dữ dội. Đợi đến khi Thái Hành hạ cánh, hắn nhìn thấy Tiểu U, Phá Giáp và những người khác đang nhanh chóng chạy đến. Ồ, lão đại lại thắng rồi, có phải lại ăn mừng bằng đại tiệc không? Tiểu U đang định reo hò sung sướng nhưng khi cô nhìn rõ dáng vẻ của Phong Kỳ, cơ thể không khỏi rung lên. Khuôn mặt tiều tụy, mái tóc bạc trắng, trên mặt đã có dấu vết của thời gian. Lúc này, lão đại không còn vẻ hào hoa phong nhã như trước, trong mắt chỉ có sự mệt mỏi, trên người mang theo hơi thở mục nát, giống như một ông già sắp đến hồi kết của cuộc đời. Trong lúc trái tim đau nhói, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Tiểu U, sau đó cô bé lao vào lòng Phong Kỳ, kêu lên, thật là, lão đại, anh lại bị thương rồi, lần này biến thành ông già rồi, mau dùng hạt giống sự sống của anh để chữa thương đi, giờ xấu quá. Nghe Tiểu U phàn nàn, Phong Kỳ đưa tay xoa đầu cô bé. Hắn rất rõ tình trạng cơ thể mình. Hiện tại, thời gian của hắn không còn nhiều. Tinh Linh Vương không lừa hắn, hạt giống sự sống thực sự đã cứu mạng hắn, tái tạo lại thân xác cho hắn. Nhưng quá trình tái tạo thân xác chỉ hoàn thành được một nửa. Trong trường hợp bình thường, cần phải kích hoạt đồng thời hạt giống sự sống trong tim và biển thức tinh thần thì thân xác mới có thể tái tạo. Nhưng hạt giống sự sống ở tim đã sớm hỏng. Đầu tiên là bị kiếm tịch liên tục áp chế khi giao thủ, sau đó lại hoàn toàn héo úa dưới sự ô nhiễm của sức mạnh cảm xúc tiêu cực, giờ có thể hoàn thành việc tái tạo thân xác đã là rất miễn cưỡng. Phong Kỳ hiểu rằng, ngay cả khi thân xác thực sự được tái tạo hoàn hảo, hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cảm xúc tiêu cực phun trào, đã sớm làm cho biển thức tinh thần của hắn mục nát trăm ngàn lỗ thủng. Đồng thời, việc mượn dùng nhiều năng lực thiên phú cũng gây ảnh hưởng đến biển thức tinh thần của hắn. Dưới tác động của nhiều yếu tố, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi nhưng sinh mệnh gần như cạn kiệt, không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhìn Tiểu U vẫn đang lẩm bẩm, trong lòng Phong Kỳ không khỏi chua xót. Lúc này, hắn cố gắng đứng dậy, nhảy xuống khỏi lưng Thái Hành, sau khi hạ cánh thì suýt nữa ngã lảo đảo. Ổn định lại thân hình, hắn chậm rãi đi đến trước mặt kiếm tịch đã mất ý thức. Theo thói quen muốn lấy đồ từ vòng tay không gian nhưng hắn phát hiện ra rằng vòng tay không gian đã vỡ vụn và biến mất trong lúc giao chiến. Tiểu U khụ khụ, kim châm hoạt tính não. Nghe hắn ra lệnh, Tiểu U vội vàng gật đầu, đưa tay lấy kim châm hoạt tính não từ vòng tay không gian. Nhận lấy kim châm hoạt tính não mà Tiểu U đưa tới, Phong Kỳ tháo lớp vỏ bảo vệ ở đầu kim. Đầu kim màu xanh lục sau khi tiếp xúc với không khí, bề mặt lập tức tỏa ra ánh kim loại, tản ra linh khí dao động mạnh mẽ. Đầu kim được chế tạo từ linh khoáng cao cấp, có khả năng xuyên thấu cực mạnh. Đi đến trước mặt Kiếm Tịch, hắn đột ngột đâm đầu kim vào não Kiếm Tịch. Đầu kim tiếp xúc với não Kiếm Tịch, lập tức cảm thấy một lực cản mạnh mẽ ập đến. Mặc dù trận pháp triệu hồi trăm vạn kiếm linh của Kiếm Tịch đã ngừng hoạt động, nhưng thân xác của Kiếm Tịch vẫn vô cùng cường hãn. Để ta! Phá Giáp lúc này tiến lên một bước, nhận lấy ống tim trong tay Phong Kỳ, giơ lên rồi đột ngột đâm xuống. Lần này, kim châm hoạt tính não đã đâm thành công vào não Kiếm Tịch. Khi chất lỏng màu xanh lam trong kim châm hoạt tính não được đẩy hoàn toàn vào não Kiếm Tịch, Phong Kỳ khó khăn đứng dậy. Hắn không thể đoán được tình trạng hiện tại của Kiếm Tịch. Để đảm bảo ý thức của Kiếm Tịch không bị tiêu tan, hắn cảm thấy tiêm cho Kiếm Tịch một mũi kim châm hoạt tính não là an toàn hơn. Phá Giáp, mang hắn đi. Nghe hắn ra lệnh, Phá Giáp lập tức gật đầu, đưa tay vác Kiếm Tịch lên vai phải. Ánh mắt Phong Kỳ hướng về phía bắc, sau đó bước đi về phía Mộc Tinh. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thấy thân hình của Mộc Tinh. Các bụi vùi lấp nửa thân thể Mộc Tinh, trước khi tử trận, đôi tay cô vẫn nắm chặt, đôi mắt mở to vẫn còn ý chí chiến đấu kiên quyết. Cơ thể đầy thương tích chứng minh Mộc Tinh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đến trước mặt Mộc Tinh, Phong Kỳ từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt mắt Mộc Tinh nhưng phát hiện thế nào cũng không thể nhắm đôi mắt mở to của Mộc Tinh lại được. Hắn không khỏi thở dài, sau đó bế cơ thể Mộc Tinh lên khỏi mặt đất, khó khăn bước đi về hướng cổng Bắc Lẫm Đông Thành. Nhìn bóng lưng cô đơn của Phong Kỳ và mái tóc dài màu xám trắng bị gió thổi tung lên, trong lòng Tiểu U và những người khác không khỏi chua xót. Sau đó, họ đi theo bước chân của Phong Kỳ. 2 tháng sau, trước bia mộ của Mộc Tinh, Phong Kỳ ngồi trên xe lăn kim loại, nhìn bức ảnh đen trắng của Mộc Tinh trên bia mộ. Lúc này, sự sắc bén trong mắt hắn đã biến mất, trên người chỉ còn vẻ già nua. Ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực vẫn còn. Hắn giống như mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái chồng chéo ký ức. Cuộc chiến ở Lẫm Đông Thành đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lẫm Đông Thành. Toàn bộ khu vực phía bắc Lẫm Đông Thành trở thành đống đổ nát, khắp nơi là những hố trời lớn nhỏ, phía nam, phía đông và phía tây thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực phía tây thành phố, các tòa nhà bị sập diện rộng, hơn một nửa khu vực bị lấp đầy bởi đống đổ nát của các tòa nhà. Lúc này, Lẫm Đông Thành gần như rơi vào tình trạng tê liệt. Cuộc chiến với Kiếm Tịch đã giành được thắng lợi nhưng cũng phải trả giá đắt. Muốn xây dựng lại Lẫm Đông Thành, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Đây cũng là lý do khiến Phong Kỳ muốn giết chết Kiếm Tịch. Nếu không giết chết Kiếm Tịch, tình hình như vậy sẽ còn lặp lại trên dòng thời gian trong tương lai. Cuối cùng đổi lại chỉ là những thành phố đổ nát. Bây giờ Kiếm Tịch đã bị Trương Đạo Văn đóng băng, đưa đến căn cứ bí mật của Viện Nghiên cứu Tinh Hồng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, khi dòng thời gian chính giết chết Kiếm Tịch sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Giành được thắng lợi đáng lẽ phải vui mừng nhưng Phong Kỳ lại không thể vui nổi. Trận chiến này, hắn đã tận mắt chứng kiến một tinh tử trận, hắn cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng, cảm thấy khó thở. Sau khi mộ trảo chết có thể tái sinh trong mặt trời nhưng một tinh thì thực sự đã ra đi. Đối với dòng thời gian trong tương lai, mệnh vận của một tinh có thể được thay đổi, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Nhưng đối với dòng thời gian hy sinh này của hắn, không có cơ hội bắt đầu lại, những gì đã biến mất sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Khụ khụ. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Phong Kỳ không khỏi ho. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khàn khàn, giống như có một con dao cùng cọ sát trong cổ họng khi hắn thở. Trong tiếng thở dài, Phong Kỳ run rẩy đưa tay xoa đầu Tiểu U đang ngủ gật trên đầu gối. Tiểu U lẩm bẩm một câu, vặn vẹo mông rồi tiếp tục ngủ. Phong Kỳ biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi chết, hắn không biết phải sắp xếp cho Tiểu U như thế nào. Hắn đã từng cố gắng để Tiểu U ở lại Tinh Thành, định cư ở đây như một con người. Giống như Trương Đạo Văn, trở thành một phần của Tinh Thành. Nhưng trước sự sắp xếp của hắn, Tiểu U luôn khóc lóc om sòm, không chịu rời xa hắn. Sau trận chiến với Kiếm Tịch, hắn đã cạn kiệt sức lực, không thể trụ được bao lâu nữa. Trên con đường hy sinh này, hắn đã nhiều lần vượt qua giới hạn của sự sống trong quá trình rèn luyện thử thách đăng thần, hoàn thành sự lột xác của cuộc đời. Hành trình dài hơn 100 năm, chuyện cũ vẫn còn in rõ trong tâm trí. Hắn đã từng đi qua sa mạc cấm địa đầy cát vàng, băng qua khu vườn thực vật xanh tươi, cũng từng dừng chân trước cổng thành đổ nát, chiến đấu với những kẻ mạnh. Trong ký ức có quá nhiều điều tuyệt vời đáng để hồi tưởng. Nhưng giờ đây, cuối cùng cũng đã lùi xa sự phồn hoa, trở về với sự bình thường trong dáng vẻ già nua. Nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn đang buông, cuộc sống cũng giống như vầng thái dương kia, sắp chìm vào dãy núi. Ebushop, Việt Nam, mây chiều rực rỡ, gió cuốn mây tan. Hơi thở của Phong Kỳ dần chậm lại, hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu Tiểu U vô thức vặn vẹo mông, không hài lòng lẩm bẩm vài câu, dường như đang trách lão đại lại làm phiền cô ngủ. Sự sống giống như ngọn nến trước gió, cuối cùng cũng tắt theo hoàng hôn. Tay của Phong Kỳ vẫn đặt trên đầu Tiểu U, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt đã dừng lại. Một lúc lâu sau, Tiểu U đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Phong Kỳ nói, lão đại. Ê, ngủ rồi à? Tiểu U đưa tay lắc trước mặt Phong Kỳ, lão đại, Tiểu U đói rồi, muốn ăn thịt nướng. Nhìn lão đại vẫn không nhúc nhích, má Tiểu U dần phồng lên. Trong nhận thức của Tiểu U, lão đại chỉ bị thương nặng trong quá trình thử thách đăng thần, nhưng rồi vết thương sẽ lành, lão đại với nụ cười rạng rỡ sẽ trở lại. Lần nào cũng vậy. Lão đại sẽ chết, điều này không tồn tại trong nhận thức của Tiểu U. Lão đại, tỉnh lại đi, Tiểu U đói lắm. Tiểu U bay đến bên tai Phong Kỳ, lớn tiếng gọi. Tiểu U, lão đại đi rồi. Lúc này, Phá Giáp, Lôi Đình và những người khác xuất hiện, ngăn Tiểu U vẫn muốn tiếp tục làm phiền Phong Kỳ. Đi rồi. Không phải đang ở đây sao? Tiểu U nhất kiểm nghi ngờ nói. Lão đại. Chết rồi. Phá Giáp thở dài nói. Nghe được lời này, Tiểu U lập tức chống nạnh, ra vẻ thần khí nói, lão đại đang chữa thương. Mới không. Tiểu U muốn tiếp tục phản bác lời Phá Giáp, nhưng nói được một lúc, nước mắt Tiểu U không ngừng rơi. Lão đại sẽ không chết. Lão đại chỉ bị thương nặng trong quá trình thử thách đăng thần, lão đại sẽ trở lại như trước. Các người không được đùa Tiểu U. Phá Giáp và những người khác không trả lời, lặng lẽ đứng sang một bên, lắng nghe Tiểu U nức nở. Lão đại, tỉnh lại đi. Đừng đùa với Tiểu U nữa. Tiểu U sợ lắm. Lão đại, Tiểu U ngoan có được không? Tiểu U sẽ tu luyện chăm chỉ, lão đại đừng dọa Tiểu U nữa. Hu hu. Nhìn Phong Kỳ đã mất đi sinh mạng, Tiểu U liên tục nói, liên tục thề thốt, mong lão đại đột nhiên tỉnh lại dọa mình một phen. Nhưng Phong Kỳ không tỉnh lại nữa. Đêm buông xuống, trong nghĩa trang tĩnh lặng, tiếng khóc của Tiểu U dần lớn hơn. Dù Phá Giáp và những người khác có khuyên thế nào, Tiểu U vẫn không chịu tin lão đại đã chết. Cô vẫn khăng khăng lão đại đang chữa thương, sẽ sớm trở lại. Ngày qua ngày, Tiểu U khóc suốt 3 ngày, mắt sưng đỏ đến nỗi sắp không mở ra được. Nhưng cô vẫn ôm chặt lấy thi thể của Phong Kỳ, không chịu buông ra. Lòng cô đã sớm tràn ngập sự hoang mang và đau buồn. Những ngày này, trong trí nhớ của cô hiện lên vô số hình ảnh về những ngày tháng ở bên Phong Kỳ. Trong nhận thức của Tiểu U, nhà không phải là một khu vực cố định. Lão đại ở đâu thì đó chính là nhà của cô. Trong suốt hành trình rèn luyện gian khổ, dù có vất vả đến đâu, cô cũng không cảm thấy buồn. Bởi vì lão đại luôn đi trước cô, có thể che chở cho cô. Giờ đây, bầu trời đã sụp đổ. Lão đại, cầu xin người hãy tỉnh lại đi. Tiểu U sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ không giục người nướng thịt nữa. Vươn tay vuốt ve khuôn mặt đã lạnh ngắt của Phong Kỳ, Tiểu U đã không còn khóc thành tiếng. Lão đại, người nói trong thần thoại của loài người có địa ngục. Ở đó, người không có Tiểu U bên cạnh, có phải sẽ rất cô đơn không? Tiểu U đến bầu bạn với người nhé. Khi nói ra những lời này, trong mắt Tiểu U đã có ý định muốn chết. Lòng cô dần đóng băng, đối mặt với cái chết của Phong Kỳ, lúc này sức sống trong mắt Tiểu U đang dần mất đi. Nhìn thấy cảnh này, Phá Giáp và những người khác trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Những lời khuyên nhủ mấy ngày nay, Tiểu U căn bản không nghe lọt tai. Tiểu U lúc này giống như một bông hoa sắp tàn, những sợi năng lượng trong cơ thể cô dần co lại, muốn cắt đứt sinh mạng của mình. Ngay khi hơi thở của Tiểu U yếu ớt, bóng dáng của Úy Vi xuất hiện. Cô bước đến bên Tiểu U, cố gắng kéo Tiểu U ra khỏi người Phong Kỳ nhưng phát hiện Tiểu U không chịu buông tay. Quý vi lúc này cúi xuống, áp miệng vào tai Tiểu U khẽ nói, Tiểu U, lão đại không chết, hắn sẽ trở lại sau hơn 1.000 năm nữa. Nghe Úy Vi kể, vẻ chết chóc trong mắt Tiểu U dần biến mất, cô đột ngột quay đầu nhìn Úy Vi, thật sao? Úy Vi mỉm cười đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Tiểu U, tất nhiên là thật, bí mật này Ma Đao cũng biết, nếu không tin, đợi Ma Đao hồi phục, ngươi hỏi thử xem. Việc ngươi nên làm là cố gắng trưởng thành, ít nhất phải sống đến khi lão đại trở về, nếu đợi đến khi lão đại trở về mà phát hiện ngươi đã chết, đến lúc đó lão đại của ngươi sẽ khóc mất. Nhìn Úy Vi với khuôn mặt đầy nụ cười, Tiểu U ngẩng đầu nhìn Phong Kỳ đã ngủ say, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Ma Đao. Ma Đao ở đâu? Tiểu U đột nhiên hét lên. Ta mang đến cho ngươi đây. Lúc này, Úy Vi cầm lấy chiếc hộp gỗ trong tay, mở ra để lộ những mảnh vỡ của Ma Đao đã vỡ thành ba khúc, ý thức của Ma Đao vẫn chưa tiêu tan, chỉ là không biết phải mất bao lâu mới hồi phục. Tiểu U đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ mà Úy Vi đưa tới, trong mắt cô tràn ngập nước mắt. Ma Đao sau khi vỡ đã thay đổi hình dạng, không còn là dáng vẻ quen thuộc với cô nữa. Nhưng cô vẫn nhận ra ngay, đây là vũ khí cận thân của lão đại. Sống đến khi lão đại trở về. Tiểu U khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên kiên định, sau này, ta sẽ cầm đao. 3 ngày sau, băng quan của Phong Kỳ được hạ tán. Hôm nay, bên ngoài cổng Tây Tinh Thành, Tiểu U ôm hộp gỗ đi về phía Tây, phía sau cô là Phá Giáp, Lôi Đình, Thái Hành. Nhìn theo bước chân kiên định của Tiểu U, lòng Phá Giáp và những người khác không khỏi bùi ngùi. Cái chết của Phong Kỳ khiến Tiểu U trưởng thành chỉ sau một đêm, cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào đã biến mất, Tiểu U bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Trên khuôn mặt không còn nụ cười, cũng không còn lớn tiếng ồn ào khắp nơi. Tiểu U, chúng ta đi đâu tiếp theo? Đi lại con đường đăng thần của lão đại, ta phải cố gắng trưởng thành, sống đến ngày có thể gặp lại lão đại. Ngươi thực sự tin sao? Ta tin, lão đại có thể làm được mọi thứ. Dứt lời, chiếc hộp gỗ trong tay Tiểu U vỡ tan, những mảnh vỡ của Ma Đao được những sợi năng lượng kết nối lại, được cô nắm chặt trong tay. Nâng Ma Đao lên cao, ánh bình minh xuyên qua những vết nứt trên Ma Đao in lên khuôn mặt. Ánh mắt Tiểu U vô cùng kiên định. Bóng tối vô tận, quán đặc như mực mặt không ngừng vặn vẹo, ý thức của Phong Kỳ chìm sâu vào đó. Giống như rơi vào vực thẳm không đáy, không thể thoát ra được. Mọi cảm xúc tiêu cực tràn ngập tâm trí Phong Kỳ, bóng tối trong tầm mắt hiện lên vô số quái vật dữ tợn, chúng há miệng, giơ vuốt vây quanh Phong Kỳ, liên tục kéo Phong Kỳ đang vùng vẫy vào sâu hơn trong bóng tối. Cảm giác ngạt thở trong lúc này càng lúc càng mãnh liệt. Mỗi hơi thở đều có bóng tối nồng nặc tràn vào cổ họng, sau đó là khoang ngực, cuối cùng lan ra toàn thân, ăn mòn ý thức của hắn. Phong Kỳ dần dần đánh mất chính mình trong hoàn cảnh như vậy. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục vùng vẫy nữa, ý thức lúc này dần hòa vào bóng tối. Lúc này, nhân cách chủ của Phong Kỳ đang tiến về phía bóng tối, trở thành ý thức mang theo nhân cách tiêu cực vô thức. Ngay khi nhân cách chủ sắp chuyển thành nhân cách tiêu cực, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Phong Kỳ, tiểu đệ, dậy đi, làm việc thôi, thế là không được à. Hồi đó là ai nói tương lai không như ý muốn, vậy thì biến tương lai thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Đã đến lúc thực hiện lời khoác lác ngày trước rồi, dậy làm việc. Giọng nói quen thuộc không ngừng vang lên. Giọng nói này giống như ánh nắng xuyên qua bóng tối, khiến Phong Kỳ nhìn thấy một con đường thoát khỏi bóng tối. Ý thức đã từ bỏ vùng vẫy, theo một tia sáng bay đi. Không biết đã bay bao lâu, khi hắn cảm nhận được sự tồn tại của thân xác, hắn đột ngột mở mắt. Tầm nhìn từ mờ dần trở nên rõ ràng. Trước mặt hắn là một chiếc bàn tròn bằng kim loại, phản chiếu khuôn mặt hắn. Hắn trong hình ảnh phản chiếu trên bàn tròn bằng kim loại, đôi mắt đỏ ngầu, biểu cảm dữ tợn, mồ hôi không ngừng chảy xuống trán. Giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Ảnh hưởng của ký ức chồng chéo lúc này vẫn chưa tan, Phong Kỳ chống một tay lên bàn tròn thở hổn hển, giống như không khí có thuốc an thần dao động có thể kìm nén cảm xúc tiêu cực. Trên bàn có thuốc an thần tăng cường mà bà già chuẩn bị cho ngươi, mau dùng đi, đừng để rơi vào vực thẳm cảm xúc tiêu cực nữa. Nghe lời tự thuật chỉ điểm, Phong Kỳ lập tức đảo mắt nhìn quanh bàn tròn, tầm mắt dừng lại ở một ống thuốc màu xanh lam. Không chút do dự, hắn đưa tay cầm lấy ống thuốc, vặn nắp rồi uống một hơi. Khi thuốc an thần chảy xuống cổ họng, Phong Kỳ chỉ cảm thấy ý thức của mình như bị đóng băng, không khỏi rùng mình. Giống như uống một ngụm nước đá lớn vào mùa hè, gây ra co thắt động mạch giống như não bị đóng băng. Hắn đứng đờ ra tại chỗ, có thể cảm nhận rõ ràng những đám mây đen trong đầu đang dần tan đi, từng chút một bị đẩy xuống tận đáy biển ý thức. Vài phút sau, Phong Kỳ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy mình vừa đi một vòng trước Quỷ Môn Quan. Nếu không phải lời tự thuật lên tiếng, ý thức của hắn sẽ chìm vào vực thẳm tiêu cực. Kết quả cuối cùng rất có thể là nhân cách chủ sa ngã thành nhân cách tiêu cực, sức mạnh cảm xúc tiêu cực vô thức sẽ thực sự có ý thức riêng. Nói cách khác, hắn sẽ chết nhưng Phong Kỳ tiêu cực sẽ từ đó mà ra đời. Điều này khác với Phong Kỳ tiêu cực là vật mang của ý thức tiêu cực, mà là sự ra đời của Phong Kỳ tiêu cực theo đúng nghĩa đen. Khi vừa mở mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể bị kéo trở lại bất cứ lúc nào. May mắn thay, hiệu quả của thuốc an thần do Úy Vi nghiên cứu rõ ràng đã được cải thiện đáng kể, giúp hắn hoàn toàn thoát khỏi vực thẳm. Hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hồi hộp sau cơn hoạn nạn. Chỉ còn một chút nữa thôi, con quỷ bị nhốt sâu trong nội tâm sẽ trở thành kẻ thống trị. Lời tự thuật, lâu rồi không gặp. Lau đi mồ hôi trên trán, Phong Kỳ nở nụ cười. Ta không muốn gặp ngươi chút nào. Nhưng ta muốn gặp ngươi, ha ha ha. Nói chuyện phiếm với lời tự thuật một lúc, Phong Kỳ ngẩng đầu nhìn bộ não vẫn đang đập trên bàn tròn bằng kim loại, sau đó đưa tay ấn vào công tắc trên bàn tròn. Trải qua thời gian dài chờ đợi, sứ mệnh của bộ não này đã hoàn thành, giờ là lúc nó chìm vào giấc ngủ. Khi dòng nước đen chảy ra từ lỗ hổng, bộ não dần ngừng đập, nắp kim loại cũng từ từ khép lại. Quan sát xung quanh. Môi trường tầng hầm bí mật thứ hai của tinh hồng khác với trong trí nhớ. Diện tích ở đây đã được mở rộng gấp nhiều lần, bày rất nhiều thiết bị mới lạ chưa từng thấy. Điều duy nhất không thay đổi là bảng điều khiển đặt ở trung tâm tầng hầm thứ hai. Phong Kỳ đi đến trước bảng điều khiển, đưa tay phủi bụi. Có vẻ như để hắn có thể điều khiển tốt hơn, bố cục các nút trên bảng điều khiển không có gì thay đổi. Nhấn nút khởi động màu đỏ, màn hình lớn phía trước đột nhiên sáng lên. Sau một hồi chờ đợi ngắn, bảng tùy chọn quen thuộc hiện ra. Sau khi mở hộp thư của Úy Vi, hắn bắt đầu xem nội dung tiếp theo của đường dây hy sinh này. Đặc biệt là nội dung liên quan đến kiếm tịch. Hiện tại hắn vẫn chưa rõ kiếm tịch bị phong ấn ở đâu, chỉ có thể tìm câu trả lời thông qua tin nhắn của Úy Vi. Mở hộp thư của Úy Vi, lập tức toàn màn hình tin nhắn hiện ra trước mắt. 1. Hôm nay đột nhiên nhận được tin ngươi đã chết, mặc dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng vẫn cảm thấy buồn vô cớ. Sinh ly tử biệt là điều phiền phức nhất. Cuộc sống dài đằng đẵng khiến ta liên tục chứng kiến cái chết của người khác, nghĩ đến việc sau này còn phải chứng kiến quá nhiều người ra đi, tâm trạng thật tệ. Ghi chép bắt đầu từ khi ngươi chết, những thông tin trước đó ngươi đều biết nên ta không cần phải giải thích chi tiết nữa. 2. Hôm nay là ngày thứ hai ngươi chết nhưng thi thể của ngươi vẫn còn trong tay Tiểu U, theo lời kể của nhân viên hổ phách, Tiểu U không muốn rời xa ngươi khi ngươi đã chết. Tiểu U phụ thuộc vào ngươi khiến cô bé không muốn tin rằng ngươi đã chết, vẫn kiên quyết tin rằng ngươi chỉ bị thương nặng trong quá trình tu luyện khi đăng thần, rồi sẽ nhanh chóng hồi phục như trước. Nhưng đại não hoặc tính châm cần bổ sung liên tục, tinh thần thức hải của ngươi đã sụp đổ, ý thức đã tiêu vong, nếu không tách não ra khỏi cơ thể, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc bảo quản bình thường của não, ta thấy mình nên ra ngoài một chuyến. Lừa trẻ con thì ta giỏi nhất. Dù sao thì Một Tinh cũng là đứa trẻ ngoan do chính tay ta dạy dỗ. Tiểu U bây giờ chắc hẳn rất hoang mang và tuyệt vọng, cô bé cần một tia hy vọng, ta sẽ mang đến cho cô bé hy vọng để sống tiếp. 3. Ta đã mang thi thể của ngươi về, cắt xong rồi. Trong thời gian đó, ta đã sao lưu ký ức của Tiểu U, lưu lại những ký ức khi cô bé ở bên ngươi, đến lúc đó sẽ nhét vào đầu óc ngươi, còn có cần giao cho Tiểu U của dòng thời gian chính hay không thì do ngươi quyết định. Ta đã giao quan tài băng chứa thi thể ngươi cho đội ngoại cần, họ sẽ đưa đến quân bộ tinh thành. Còn về đám tang của ngươi, ta sẽ không tham gia. Ta ghét bầu không khí buồn bã và trang nghiêm trong đám tang, điều đó sẽ khiến ta nhớ đến nhiều chuyện quá khứ không muốn hồi tưởng. 5. Theo tin tức truyền về từ đội ngoại cần, đám tang của ngươi đã kết thúc. Trong thời gian này đã xảy ra một chuyện. Sau khi đám tang kết thúc, Trương Đạo Văn đã tìm đến Tiểu U, hy vọng Tiểu U ở lại tinh thành nhưng Tiểu U đã từ chối, cô bé nói rằng mình sẽ đi lại một lần con đường đăng thần của ngươi, sau đó mang theo Phá Giáp, Lôi Đình và Thái Hành rời khỏi Tinh Thành. Trước khi đi, cô bé đã mang theo ma đao của ngươi. Nghe được tin này, ta bỗng có chút mong chờ màn thể hiện của đứa nhỏ trong tương lai. Nỗi buồn là chất xúc tác cho sự trưởng thành, cái chết của ngươi khiến Tiểu U mất đi niềm vui nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực trưởng thành. Có thể tưởng tượng trong tương lai Tiểu U sẽ đi lại con đường ngươi đã đi, đánh bại vô số cường giả, dùng cách của ngươi để hoàn thành sự lột xác của cuộc đời trong nghịch cảnh, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ đến ngày ngươi trở về, ngươi sẽ thấy một Tiểu U hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt ngươi. Hãy mong chờ, tương lai đều có thể xảy ra. Đúng rồi, nếu ngươi quyết định giao ký ức của Tiểu U cho Tiểu U của dòng thời gian chính, có lẽ có thể để ta ở dòng thời gian chính cắt bỏ ký ức về cái chết của ngươi, như vậy ngươi mới có thể có được một Tiểu U quen thuộc, hoạt bát. Việc của ta, Vi Mổ, luôn nghiêm túc và đáng tin cậy, ta đã nghĩ cho ngươi cả hai lựa chọn. Dù sao thì chúng ta cũng được coi là người làm việc chăm chỉ nhất dưới trướng Phong lão bản, không cần tiền lương, hình ảnh làm việc cực lực. 13. Kiếm Tịch đã bị đóng băng trong phòng 1303. Để đảm bảo Kiếm Tịch ngủ đủ lâu, chúng ta đã đặt trong phòng 1303 quả ngủ được ngưng tụ từ tinh thể ngũ chiết xuất từ trường sản xuất lĩnh vực xâm lâm, đồng thời cơ thể Kiếm Tịch được Trương Đạo Văn dùng sức mạnh cực hàn đóng băng trong quan tài băng. Lúc này, Kiếm Tịch sẽ không phản kháng. Sức mạnh cảm xúc tiêu cực của ngươi thực sự khủng khiếp, khiến trạng thái tinh thần của Kiếm Tịch vô cùng suy yếu, ngay cả khi thân xác không bị tổn thương nhiều, vẫn không thể thoát khỏi sự dày vò của địa ngục tiêu cực. Hy vọng hiệu quả này có thể kéo dài. Còn về trận pháp Bách Vạn Kiếm Linh khắc trên cơ thể Kiếm Tịch, thậm chí cả đá quý cường hóa, chúng ta đều không động vào. Ta đã thử phân tích trận pháp Bách Vạn Kiếm Linh khắc trên ngực Kiếm Tịch, phát hiện bên trong vẫn ẩn chứa năng lượng dao động khủng khiếp, chỉ là phần năng lượng này cũng chìm vào giấc ngủ cùng với Kiếm Tịch. Đá quý cường hóa trên ngực Kiếm Tịch là hạt nhân tồn tại của trận pháp Bách Vạn Kiếm Linh, việc lấy nó ra có rất nhiều rủi ro, có lẽ sẽ đột nhiên bùng nổ, khiến căn cứ bí mật Tinh Hồng thậm chí là Tinh Thành trở thành đống đổ nát. Đồng thời, sức mạnh bùng nổ của đá quý cường hóa còn có thể thu hút sự thèm muốn của các thế lực như tộc Da Xanh, thậm chí là linh năng tộc. Sau nhiều lần cân nhắc, mặc dù thèm muốn hiệu quả của đá quý cường hóa nhưng chúng ta vẫn quyết định không động vào Kiếm Tịch, cứ để hắn tiếp tục ngủ. Còn về tương lai, tùy ngươi. Đến lúc đó, Tinh Thành đã sớm di dời, ngươi muốn động vào Kiếm Tịch thế nào cũng được. Vấn đề duy nhất khiến ta lo lắng là, phong ấn này có thể kéo dài được bao lâu? Hơn 1000 năm, Kiếm Tịch có thể thoát khỏi sự dày vò của địa ngục tinh thần tiêu cực không? Trận chiến của ngươi với Kiếm Tịch không gây ra nhiều tổn thương thực chất cho thân xác của Kiếm Tịch. Chỉ cần Kiếm Tịch tỉnh dậy giữa chừng, có lẽ chỉ có Trương Đạo Văn trong toàn bộ Tinh Thành mới có thể chiến đấu với hắn. Trương Đạo Văn trong tương lai có thể đánh bại Liệt Thiên Thần Chủ sở hữu kỳ tích phong ấn, chứng tỏ Trương Đạo Văn cũng có khả năng chiến đấu với Kiếm Tịch. Nhưng Trương Đạo Văn cần thời gian để trưởng thành. Ví dụ như 400 năm trước khi ngươi chết, nếu Kiếm Tịch tỉnh dậy, Trương Đạo Văn rất có thể không phải là đối thủ. Chỉ có thể chiến thắng Kiếm Tịch với sự giúp đỡ của lão Mê. Tóm lại, Kiếm Tịch tỉnh dậy càng muộn, tỷ lệ chiến thắng của Trương Đạo Văn càng cao. Nhưng ngay cả khi có thể đánh bại, đối với Tinh Thành mà nói cũng là thua. Trận chiến giữa bọn họ sẽ phá hủy hoàn toàn Tinh Thành, khiến mọi nỗ lực của tuyến hy sinh này trở nên vô ích. 18. Hôm nay đội ngoại cần đã trở về, họ mang theo dây xích phong ấn do Thiên Xu tặng. Chúng ta đã quấn dây xích phong ấn quanh quan tài băng, hy vọng có thể khiến giấc ngủ của Kiếm Tịch trở nên dài hơn. Giết Kiếm Tịch thì dễ nhưng muốn phong ấn hắn thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.